VATV Production xin được trân trọng giới thiệu. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao ngày cá tháng 4 chúng ta lại nói dối, trong khi những ngày khác chúng ta cũng không nói thật? Điển hình như là khi bạn nói dối bản thân mình mỗi khi sáng thức dậy và tắt báo thức. 5 phút nữa thôi. 5 minutes later. 5 phút nữa thôi. 5 minutes later. 5 phút nữa thôi. 5 minutes later. Báo thức 5G 5 phút nữa. 5 minutes later. Chết rồi. Và thế là bạn muốn học. Run. Những lý do nhảm nhí mà bạn đặt ra để đối phó với các giáo viên. Đi muộn hả? Lý do vì sao? Sáng nay đường nó tắc, em đi nó không nhanh được. Với cả em bị hết xăng nên em phải dắt để đi bơm xăng. Rồi em lại còn bị đau tay nên em không thể đạp ga được. Với cả em bị đau chân, thế nên không thể nào vặn được ga được. Tôi không chấp nhận. Ok, hôm nay ai muốn lên bảng kiểm tra miệng nào? Không ai à? Vậy tôi sẽ pick random vậy. Xin mời em. Tạ Tùng. Vâng, xin chúc mừng em Tạ Tùng Lâm đã trở thành người chơi chính của chương trình Ai là tỷ phú. Mời em lên bảng. Câu hỏi thứ nhất. Hãy chọn kết quả đúng của phép tính sau. 1 cộng 1 bằng A 1, C 3, D 4 và B 2. Em có 30 giây để trả lời. Câu này khó phải. À, hay là sử dụng quyền trợ giúp phương án 50-50 nhỉ? Em sử dụng. Thưa thầy, em sẽ sử dụng phương án 50-50 ạ. Ok, chúng tôi sẽ để máy tính bỏ đi hai phương án sai. Sao vẫn khó thế này? Làm gì giờ? À, thôi, chắc là phải sử dụng nốt quyền gọi điện cho người thân vậy. Em xin được sử dụng quyền trợ giúp thứ hai của em được không ạ? Em muốn gọi điện thoại cho người thân. Em muốn nối máy tới ai? Em gọi cho mẹ ạ. Vâng, sau đây chúng tôi xin kết nối với phụ huynh em Tạ Tùng Lâm. Chết rồi, sao lại không nghe máy? Thôi quả này xong rồi, lại phải dùng chiêu thức cũ thôi. À, thưa thầy, hôm qua em học bài rồi, nhưng mà do em bị con chó nó gặm mất quyển sách của em, em không ấy được. Với cả ok, không điểm, về chỗ. Khi bạn muốn bạn bè bao nhưng vẫn phải giả vờ mình không cần. Ôi giời ơi, mang về được nhà. Alo. Alo, mày đừng nghỉ học hay đi nè nhá. Thôi, tao không đi được đâu. Không sao, tao bao, cứ đi chết nha. Chết ai làm thế. Tao bảo tao bận nhiều việc lắm, còn việc nhà các thứ, còn quần áo chưa phơi, bài tập chưa làm. Cứ ra đi, tao bảo tao bao rồi mà. Ok.